Phật dạy, này thiện hiện, vì thiệt giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ xuất thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thiệt giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì thiệt giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thân giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thân giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thân giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì thân giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì ý giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì ý giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì ý giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì ý giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì địa giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì địa giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì địa giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì địa giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thủy hỏa phong không thức giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì vô minh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ ưu não thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì vô minh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hành cho đến lão tử, sầu than khổ ưu não thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì vô minh không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì vô minh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hành cho đến lão tử, sầu than khổ ưu não, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì hành cho đến lão tử, sầu than khổ ưu não thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bố thí ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì bố thí ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy,
Này thiện hiện, vì pháp không nội thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không nội thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không nội không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì pháp không nội thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì chân như thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì chân như thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì chân như không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì chân như thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thánh đế khổ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thánh đế khổ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thánh đế khổ không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì thánh đế khổ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tám giải thoát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tám giải thoát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tám giải thoát không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì tám giải thoát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy,
Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười địa Bồ Tát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì mười địa Bồ Tát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì năm loại mắt thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì năm loại mắt không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sáu phép thần thông không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì mười lực Phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười lực Phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì mười lực Phật không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì mười lực Phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp không quên mất thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không quên mất thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không quên mất, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì pháp không quên mất thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tánh luôn luôn xả không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì trí nhất thiết thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì trí nhất thiết thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì trí nhất thiết thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy,
Này thiện hiện, vì quả dự lưu thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao? Vì quả dự lưu thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì quả dự lưu không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì quả dự lưu thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì quả vị độc giác thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị độc giác thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì quả vị độc giác không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì quả vị độc giác thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, vì hư không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì hư không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì hư không không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì hư không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, vì sắc không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thọ tưởng hành thức không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thọ tưởng hành thức không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì sắc chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì sắc không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì thọ tưởng hành thức không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì nhãn xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì nhãn xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì sắc xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì sắc xứ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì sắc xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì nhãn giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì nhãn giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhĩ giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhĩ giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì nhĩ giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tĩ giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tĩ giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tĩ giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì tĩ giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thiệt giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thiệt giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì thiệt giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thân giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thân giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thân giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì thân giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì ý giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì ý giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì ý giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì ý giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì địa giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thủy hỏa phong không thức giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì địa giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thủy hỏa phong không thức giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì địa giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì địa giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì thủy hỏa phong không thức giới không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy,
Này thiện hiện, vì vô minh không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì vô minh không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì vô minh chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì vô minh không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bố thí ba la mật đa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì bố thí ba la mật đa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp không nội không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Thì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không nội không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không nội chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì pháp không nội không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì chân như không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì chân như không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì chân như chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì chân như không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thánh đế khổ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thánh đế khổ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thánh đế tập diệt đạo không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì thánh đế khổ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì thánh đế tập diệt đạo không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì bốn tịnh lự không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn vô lượng, bốn tịnh vô sắc không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn tịnh lự không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn vô lượng, bốn tịnh vô sắc không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.
Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì bốn tịnh lự không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn vô lượng, bốn tịnh vô sắc chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì bốn vô lượng, bốn tịnh vô sắc không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Hết quyển thứ 293.